cơ sở sản xuất trứng chiên trứng mõ Tiên Di xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 12 tháng 1 năm 2023. Cơ sở sản xuất Tiên Di chuẩn bị bàn giao một bộ trống trường học cho anh Tuấn ở công ty trách nhiệm kỹ thương Hoàng Diệp ở thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, ở đường Điện Biên Phủ. Trước khi cơ sở Tiên Di đóng gói và gửi về cho anh thì cơ sở Tiên Di quay lại thực tế sản phẩm tại cơ sở Tiên Di để cho quý khách hàng ở phương xa có thể tham khảo. Các sản phẩm của bên cơ sở Tiên Di là bán hàng thực tế, review thực tế cho quý khách hàng. Sản phẩm là được quay trực tiếp tại cơ sở Tiên Di. Các quý khách hàng mà ở Tây Ninh mà có nhu cầu sắm sửa chiêng trống chuông mõ và kỹ pháp đình chùa trường học thì xin liên hệ bên cơ sở Tiên Di qua số hotline 0973435444 để được tư vấn và đặt hàng, hoặc có thể truy cập vào website daihongchung.com.vn để biết thêm chi tiết về các sản phẩm của bên cơ sở. Bên cơ sở Tiên Di còn nhận sửa chữa thay mặt trống trường cũ đã bị hư hỏng. Ngoài thiết bị bên trường học thì bên cơ sở Tiên Di còn bán bục phát biểu, bục tượng Bác và tượng Bác Hồ. Qua video thì cơ sở Tiên Di cũng xin chân thành cảm ơn anh Tuấn đã đặt cơ sở Tiên Di để bàn giao về cho trường học. Bộ trống trường học này có kích thước như sau. Mặt trống thì là 50, chiều dài thân trống là 72. Chất liệu thì được làm bằng gỗ mít da trâu. Trên đế thì bằng làm bằng gỗ, có chiều cao là 1m. Để trống lên thì chiều cao là tầm vào 1m6. Cơ sở Tiên Duy đã đóng gói xong và chuẩn bị gửi cho anh Tuấn ở thành phố Tây Ninh.